Xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với trận đấu khai mạc thứ hai trong khuôn khổ ngoại lại của giải bóng đá Mini Cup Hội đồng Hương Ngọc Lặc năm 2022. Trước mặt tất cả quý vị và các bạn là cuộc đấu giữa Minh Tiến FC và Lộc Thịnh FC. Ở trận đấu đặc quân này thì cầu thủ Minh Tiến FC họ ra quân với sắc phục toàn đỏ và bảo vệ ở bên tay phải, thưa quý vị và các bạn. Còn cầu thủ Lộc Thịnh FC họ sẽ ra quân với sắc phục áo hồng quần xám, bảo vệ bên tay trái, thưa quý vị và các bạn. Quyền sân bóng hiệp 1 sẽ thuộc về cầu thủ Minh Tiến FC. Vài bột của trận đấu này đã bắt đầu. Đây cũng sẽ là một trận đấu để cởi mở tâm lý khi mà cả hai đội đang có những sự thoải mái về tinh thần. Khi mà thời tiết của trận đấu ngày hôm nay là khá mát mẻ. Đây cũng sẽ là một màn trình diễn và phô diễn tuyệt vời đến từ cao thủ của hai bên. Và chúng ta sẽ chờ đợi một kết quả tốt đẹp của trận đấu này. Khi mà cao thủ Minh Tiến họ cũng đang có những sự hỗ trợ tuyệt vời của những cầu thủ chơi rất tốt, đặc biệt là ở tuyến trong. Sự hỗ trợ của cầu phòng ngự, một thủ thành khá chắc chắn, đang chơi rất tốt và có rất nhiều sự bùng lửa, rất nguy hiểm. Đã có một cú dứt điểm ngay, cú dứt điểm của cầu thủ Minh Tiến FC. Cú dứt điểm đến từ Phương Nam. Một sức ép của Minh Tiến đào về phía khung thành của cầu thủ Lộc Thịnh. Giờ đây thì ban huấn luyện của Lộc Thịnh họ vẫn đang đăm chiêu để theo dõi trận đấu này. Phản công dành cho Lộc Thịnh không được. Văn Trung tiến lượt không được. Đó là pha xoay sở để hỗ trợ được bóng ra ngoài của Sĩ Tùng. Một trận đấu mà thực sự hai đội cũng đã có những sự cân chức cân tài và trời rất nảy lửa. Không muốn để cho đối phương tạo sức ép nhiều hơn thì chắc chắn Hà Phương Bự sẽ cần phải có những sự triệt để và bao dàn ở mọi pha tranh chấp. Điều đó sẽ giúp cho có những sự thăng hoa. Và ra vào rất hợp lý. Các bạn có thể dự đoán ở trận đấu ngày hôm nay ở trên hai pha bác của chúng tôi, đó là chuyển lửa thế nào trực tiếp bóng đá và bóng đá pro. Nếu như quý khán giả chúng ta đang theo dõi ở trên màn hình trực tiếp thì quý khán giả chúng ta có thể để làm một comment bình chọn cho trận đấu này, nếu như đội bóng nào giành chiến thắng hoặc sẽ có sự cầm hòa ở trận đấu này. Bên cạnh đó thì chúng ta vẫn có thể để làm tin xe để cổ vũ tinh thần nhiệt huyết cho hai đội bóng tham gia trận đấu khai mạc này. Lượt tin xe của tất cả các bạn đó sẽ là một tinh thần rất lớn, cổ vũ nhiệt huyết cho hai đội bóng. Bên cạnh đó thì vẫn có thể đó là một thông điệp để gửi tới cho tất cả các bạn chúng ta không thể có mặt ở tại sân bóng Ai Dũng để theo dõi trực tuyến trận đấu này thì thông qua Facebook của chúng tôi, đó là chuyên lửa thế thao bóng đá pro và trực tiếp bóng đá, để có thể gửi tới tất cả các bạn chúng ta một trận đấu hay, một sự hấp dẫn. Sự chia sẻ với lượt tin xe của bạn đó sẽ là một sự góp ích cho mùa giải của chúng tôi, giải bóng đá Mini Cup Hội đồng Hương Ngọc Lặc của năm 2022 sẽ được diễn ra thành công. Và chúng ta sẽ chào đón một mùa giải mới sẽ có nhiều đón nhận của các nhà tài trợ nhiều hơn. Và bây giờ thì chúng tôi cũng xin được thả một đường link thấp nhất của màn hình, đó là màn thông tin của các nhà tài trợ sẽ được đến với mùa giải năm nay. Và thông qua Facebook của tôi, chúng tôi cũng xin được thay lời cho ban tổ chức xin được gửi lời tri ân với tất cả các quý nhà tài trợ đã luôn đồng hành với mùa giải năm nay, giải bóng đá Ngọc Lặc Hội đồng Hương Ngọc Lặc năm 2022. Và xin được mến chúc cho tất cả các nhà tài trợ sẽ luôn được mạnh khỏe, gặt hái nhiều thành công trên con đường sự nghiệp của mình. Xin được chân thành cảm ơn. Đường link thấp nhất đang được chạy ở trên màn hình của chúng tôi, đó là đường link và thông tin các nhà tài trợ. Và chúng ta có thể theo dõi, nếu như quý nhà tài trợ nào
đang theo dõi ở trên. Nếu như không thấy thông tin của tất cả bạn thì chúng ta có thể gửi thông tin về truyền thông của chúng tôi để chúng tôi có thể thả đường link cho tất cả các bạn. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Và chúng ta cùng đến với diễn biến của trận đấu ngày hôm nay. Trận đấu khai mạc thứ hai của cái đầu giữa FC Minh Tiến và FC Lộc Thịnh. Trận đấu đang được diễn ra ở phút thứ 5 của hiệp đấu thiết và tỷ số lúc này vẫn đang là không đều. Cả hai đội đang giằng co và có những lối chơi phát sinh ở khu vực giữa sân. Mỗi những mùa giải được diễn ra thì chắc chắn sẽ có những thử siêu sót và ban tổ chức chúng tôi sẽ khắc phục ở những mùa giải năm sau những sự góp ý chân thành của tất cả bạn chúng ta. Cười đã thành công đến với cao thủ Minh Tiến FC. Một sai lầm đến từ hàng phòng ngự của cao thủ Lộc Thịnh và đã giúp cho cao thủ Minh Tiến, đó là Tiến Luật, đã thành công để có cơ hội để thành bàn. Và chúng ta một lần nữa xem lại bóng này. Rất nhanh chóng thì cao thủ Minh Tiến đã khai thông sự bế tắc rồi. Giờ đây thì ban huấn luyện cũng như đội trưởng ông Quách Văn Sơn vẫn đang có những sự lo lắng. Đó là điều dễ hiểu thôi khi họ đang để cho đối phương dẫn trước. Với cách biệt một bàn thì có thể sẽ là bất cứ lúc nào. Và sự chỉ đạo của anh Đinh Văn Trinh, huấn luyện viên cũng như đội trưởng của Minh Tiến, sẽ phải điều tiết trận đấu ngày tốt hơn để giữ được một nhịp độ trận đấu như thế này được kéo dài cho đến khi hết trận đấu. Những góp ý chân tình của tất cả các bạn đến với mùa giải của chúng tôi để chúng tôi có thể khắc phục những điểm sai và sẽ được tốt hơn ở mùa giải năm sau. Không được. Vẫn là phản công dành cho cao thủ Lộc Thịnh FC. Bóng vẫn còn. Phản công dành cho Minh Tiến. Quá khó để có thể đưa ra một cú dứt điểm từ xa như vậy. Vẫn đang chờ đợi một hy vọng nào đó để đến với cao thủ Lộc Thịnh FC. Thì họ đang để cho cơ hội để đối phương tạo ra sức ép. Vẫn là cơ hội dành cho cầu thủ bên phía Minh Tiến. Không được. Phải chạy chắn khá khôn ngoan. Không được. Cơ hội phản công dành cho Lộc Thịnh FC. Không thể đưa bóng vào cột hai. Xử lý ra đây. Rất nguy hiểm, không vào. Một chút xíu nữa thì lưới của Minh Tiến đã rung lên. Một xíu nữa rồi thì đã có một pha lưới nhà. Rất may thì thủ thành của Minh Tiến đã rất kịp thời để phản xạ sang trong. Niềm may mắn vẫn chưa thể đến với cầu thủ Lộc Thịnh.
điều quan trọng nhất và để có thể điều tiết được một cơ hội để có thể tiếp cận tới khung thành thì đó vẫn là một sự kỳ vọng hy hữu nào đó để dành cho cao thủ Lộc Thịnh. Nhưng họ vẫn đang có một sự quyết tâm khá cao, dù không được mong muốn để có một lối chơi mạch lạc, nhưng điều mong muốn đối với họ là một bàn thắng. Cơ hội vẫn chưa thể có bàn thắng, quá đáng tiếc dành cho cao thủ Minh Tiến khi mà một lần nữa bóng đã tìm tới điểm nối xa ngang và cột dọc. Một sự căng thẳng đang được diễn ra. Lấy bóng dành cho Lộc Thịnh FC. Một trận đấu đang được đón nhận những tình cảm quý giá của tất cả các bạn đang đến với trận đấu ngày hôm nay. Điều quan trọng và tốt nhất của trận đấu vẫn đang mang lại một tinh thần phấn khích cho cao thủ Minh Tiến. Cơ hội phản công dành cho Lộc Thịnh không được. Bóng vẫn còn, dứt điểm, rất nguy hiểm vào rồi. Tỷ số lại không dành cho cao thủ Minh Tiến FC. Đó là pha ghi bàn của Phương Nam. Một sai lầm đến từ hàng phòng ngự thì ngay lập tức sự có mặt của Phương Nam. Phải mất đến 2 nhịp thì Phương Nam mới có thể đưa bóng vào lưới của khung thành gỗ Lộc Thịnh. Không được. Sự lo lắng đang đến với ban huấn luyện cũng như đội trưởng là ông Quách Văn Sơn. Họ vẫn đang hy vọng có một cơ hội rõ ràng nhất để có thể tìm ra những điểm nhấn ở trận đấu này. Nhưng họ vẫn chưa thể tạo ra những khoảnh khắc tuyệt vời để đến với khung thành gỗ của Minh Tiến. Hơi mạo hiểm. Chúng ta cần phải hạn chế ở nhà phòng như vậy. Không được. Cơ hội dành cho cao thủ Lộc Thịnh FC. Một trận đấu vẫn đang diễn ra rất căng thẳng, rất nổi lửa và sự hấp dẫn. Điều quan trọng ở những thời điểm như này đối với Lộc Thịnh là cần phải khoan thủng đến từ hàng phòng ngự của Minh Tiến để mới tiếp cận tới khung thành gỗ của Minh Tiến. Họ vẫn đang hy vọng phản công dành cho cao thủ Minh Tiến FC. Ba đầu hai, không có lỗi, phản công dành cho Lộc Thịnh. Đây là cơ hội rõ ràng nhất rồi. Đường chuyền quá mạnh. Những pha xử lý thực sự là không được tốt của cao thủ Lộc Thịnh, nhưng họ vẫn đang có những sự quyết tâm khá cao. Sự quyết tâm này đang giúp cho sự tinh thần hưng phấn của Lộc Thịnh sẽ được diễn ra tốt hơn. Rất nguy hiểm. Phương
phút thứ 15 của hiệp đấu thứ nhất rồi. Phản công dành cho Long Thịnh, nhưng cú dứt điểm ở hành lang cánh phải vẫn thực sự là chưa một sở trường để dành cho chân sút này. Không được. Khi mà Minh Tiến tìm ra những phương án để di chuyển ở hai cánh biên thì ngược lại Lộc Thịnh họ thầy thường xuyên di chuyển vào trung lộ. Không được. Đó là pha di chuyển của Văn Luân. Văn Luân cũng đã lùi về rất sâu để tham gia phòng ngự và phản công. Những sự cố tâm và cách trời, sự quyết đoán, điều đó đang giúp cho những tâm lý được diễn ra một cách rất thoải mái. Đã có lối đá biên thuộc về cầu thủ Minh Tiến. Dường như đó là quyền đá biên thuộc về cầu thủ Minh Tiến khi mà lỗi thuộc về Lộc Thịnh. Văn Trung. Tinh thần vẫn đang được giúp cho cầu thủ Minh Tiến có những sự thoải mái về tâm lý. Không được. Và đảm bảo rất hợp lý. Đảm bảo rất khó chịu. Đã có lỗi từ phía sau. Tinh thần mà hai đội tạo ra ở một trận đấu ra quân này, khi mà lợi thế đang nghiêng về cầu thủ Minh Tiến với cách biệt hai bàn, tinh thần đó là một sự quả cảm và có lối chơi quyết tâm rất cao. Nhưng ngược lại thì Lộc Thịnh họ vẫn đang dâng cao đội hình để tìm kiếm những bàn gỡ ở những thời gian hiệp đấu thứ nhất, khi mà thời gian hiệp đấu thứ nhất không còn nhiều. Lại có thêm pha đảm bảo hợp lý nữa. Cả hai đội đang cho thấy một sức nóng của mình, và đặc biệt là lối chơi bao dạn ở trên sân. Quá đơn giản. Cái pha xử lý như vậy thì rất khó để có thể loại bỏ được Tu Thành dài dặn kinh nghiệm và khôn ngoan bên phía cầu thủ Minh Tiến FC. Vẫn là Văn Đạt. Bóng vẫn còn. Văn Đạt. Rất nguy hiểm, không vào. Đó là pha xử lý một chạm rất tốt của cầu thủ Lộc Thịnh FC. Nhưng điều đó vẫn chưa thể giúp cho có bàn gỡ. Thời gian chính thức của hiệp đấu thứ nhất không còn nhiều. Và chắc chắn cao thủ Lộc Thịnh họ vẫn đang dồn lên rất cao để tham gia phản công chớp nhoáng. Rất tinh thần. Bóng đá không thể đến được với pha xử lý của cao thủ Lộc Thịnh. Thời gian thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp đấu thứ nhất, khi mà cầu thủ Minh Tiến đang có một cơ hội để
giữ được một thời điểm quan trọng ở hiệp đầu thứ nhất. Cơ hội dành cho cầu thủ đó. Dứt điểm, không vào. Pha phản xạ rất tuyệt vời. Những sự căng thẳng đang được diễn ra và sức ép là quá lớn của cầu thủ Minh Tiến đến với khung thành gỗ của Lộc Thịnh. Họ đang có một lối chơi càng ngày càng sắc sảo và cách chơi nhanh chóng này đang giúp cho tinh thần được diễn ra một cách tốt nhất. Rất hay, goal! Đã có bàn thắng rút ngắn dành cho cầu thủ Lộc Thịnh FC. Pha xử lý rất nhanh và rất hay ở một thời điểm rất xa. Một đường chân xa hợp lý để có thể tạo ra một pha chọc khe khuyên thủng. Rất tuyệt vời. Một bàn thắng rất quan trọng để giúp cho cầu thủ Lộc Thịnh. Và đúng lúc này thì tiếng gọi của trọng tài Đinh Thạch cũng đã vang lên. Những diễn biến của hiệp đầu thứ nhất cũng đã khép lại với chiến thắng tạm thời thuộc về cao thủ Minh Tiến FC với tỷ số là 2-1. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta cũng nghỉ giải lao trong 1 phút để trở lại với hiệp 2 của trận đấu ngày hôm nay. Xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với diễn biến của hiệp đấu thứ hai, cuộc đấu giữa FC Minh Tiến và FC Lộc Thịnh. Khi mà những diễn biến của hiệp đấu thứ nhất cũng đã khép lại với chiến thắng tạm thời thuộc về cao thủ Minh Tiến với tỷ số là 2-1. Đến hiệp hai thì cầu thủ Lộc Thịnh họ sẽ bảo vệ bên tay phải, thưa mọi quý vị và các bạn. Còn cầu thủ Minh Tiến họ sẽ bảo vệ ở bên tay trái. Chắc chắn đây tiếp tục sẽ là một sức nóng để dành cho trận đấu này. Khi mà cầu thủ Lộc Thịnh phản công, dứt điểm ngay, không vào. Lại có thêm một pha phản xạ tuyệt vời nữa. Nhưng đáng tiếc là vẫn chưa thể dành cho cầu thủ Lộc Thịnh ở phần xử lý vừa rồi. Quá đơn giản để có một pha bắt bóng tốt. Dứt điểm ngay. Đó là pha xử lý và dứt điểm của Sĩ Tùng. Cơ hội chỉ đến trong tích tắc. Và nếu như đội bóng nào họ biết tận dụng thì đó sẽ là một cơ hội rõ ràng nhất. Và chắc chắn đó sẽ là những điểm yếu mà hai đội sẽ khai thác liên tục cho đến xuyên suốt trận đấu này. Vẫn là Sĩ Tùng. Mặt bóng rồi. Lùi về hỗ trợ kịp thời. Phản công dành cho cao thủ Lộc Thịnh FC. Đường chuyền quá nhẹ. Tiếng còi của trọng tài Đinh Thạch cũng đã vang lên. Họ vẫn đang rất cần có những cơ hội rõ ràng hơn ở những vị trí tầm xa. Rất khôn ngoan. Đường chuyền vào không được chính xác. Một trận đấu mà thực sự cao thủ Minh Hiếu, Minh Tiến đã liên tục tạo ra một sức ép. Và đó sẽ là những sức ép quá lớn và bắt buộc cao thủ hàng phòng ngự của Lộc Thịnh sẽ cần phải xé toang. Rất may thì chưa có một cơ hội khi mà bóng đã chạm vào đồng đội và di chuyển ngược hướng. Khi ở tuyến trên của cao thủ Minh Tiến đang có sự hỗ trợ của cầu thủ áo số 94 là Văn Luân và cầu thủ áo số 36 là Hữu Phương. Khi mà Hữu Phương được bỏ vào trung lộ thì hành lang cánh phải sẽ được dành cho Văn Hoàng. Đó là cách chơi mà họ thường xuyên được di chuyển một chạm.
Mỗi khi mất bóng thì họ sẽ thường xuyên di chuyển với sơ đồ 2-2. Nhưng nếu khi có bóng thì họ sẽ di chuyển với sơ đồ 1-3. Và ba chiến tuyến này sẽ được tỏa ra ba cánh. Và sắp xếp vị trí được bỏ vào trung đồ đó là Hữu Phương. Nhưng ngược lại Lộc Thịnh thì họ sẽ rất ít với những thường xuyên di chuyển với cách chơi này. Và chỉ để lại duy nhất một tiền đạo ở tuyến trên. Đó là sự có mặt của cầu thủ mã số 9. Đó là Văn Vương. Và cao hơn một chút xíu, đó là sự có mặt của Văn Hải mã số 5. Những khoảng thời gian quan trọng nhất của trận đấu. Những tinh thần được trỗi dậy và sự cố gắng một cách miệt mài. Và chúng tôi vẫn đang mong rằng sẽ có một trận đấu diễn ra, sẽ có những sự căng thẳng và kịch tính, nhưng mang về những trận đấu để có thể nói là sự phép lay cao. Với những người truyền thông thì chúng tôi đánh giá rất cao với những tinh thần nhiệt huyết của những người con xứ Thanh tại miền Nam. Họ đang có những làn sóng để giúp cho tinh thần của những đội bóng khác được diễn ra một cách có quỹ đạo. Sĩ Tùng cho bóng vào trong của Sĩ Tùng. Đó là ý đồ dứt điểm ngay. Những cơ hội đó vẫn chưa thể giúp cho cao thủ Lộc Thịnh có thêm một bàn gỡ. Nhưng với hiện tại thì cách biệt một bàn vẫn có thể san lấp bất cứ lúc nào. Rất nguy hiểm. Văn Hải. Đó là pha di chuyển của Văn Hải. Văn Hải thường xuyên được sắp xếp ở vị trí hay là cây trái. Đấy đâu. Đó là pha chọn điểm rời đến từ Văn Tuấn. Sao bóng đá là vậy, nếu như những cơ hội đến với một cách rõ ràng và chỉ cần tô đậm thêm một chút may mắn nữa thôi thì đó sẽ là một bàn thắng diễn ra rất đẹp và rất đúng thời điểm. Tinh thần của hai đội bóng đang có những sự quyết tâm. Điều mang lại cho họ ở trận đấu này đó là sự quả cảm, sự nhiệt huyết. Đá biên dành cho Lộc Thịnh. Không được, pha xử lý không được hiểu ý. Không có quá nhiều những cơ hội để dành cho cao thủ Lộc Thịnh cho đến thời điểm hiện tại. Nhưng họ vẫn đang cầm cự được đội bóng Minh Tiến. Với cái biệt lúc này chỉ là một bàn. Rất nguy hiểm. Không vào.
vẫn chưa thể có một cơ hội rõ ràng để dành cho cao thủ Minh Tiến khi mà vùng ngự của Lộc Thịnh đã liên tục làm rất tròn nhiệm vụ của mình. Những điểm yếu liên tục được khai thác đối với cao thủ Lộc Thịnh ở trận đấu này, nhưng chắc chắn cao thủ Minh Tiến họ vẫn chưa muốn dừng lại ở một kết quả thế này. Rất nguy hiểm, không vào. Một pha phản xạ rất tuyệt vời. Một pha xâm nhập vòng cấm khá hay của Văn Phương. Sự ăn miếng trả miếng và cách chơi của hai đội đã thực sự diễn ra rất máu lửa. Vẫn là tầm kiểm soát bóng của Lộc Thịnh. Đường chuyền dài. Cả hai đội đang cho thấy sức mạnh của mình ở trận đấu ra quân này. Văn Trung. Bóng đã đi hết đường biên. Sẽ có một quả đá biên dành cho cầu thủ Minh Tiến FC. Đã có những sự thay đổi người không được chính xác. Và rất nhanh chóng thì tiếng gọi của trọng tài Đình Thạch cũng đã vang lên. Vận công dành cho Lộc Thịnh FC. Quá khó khi mà vị trí đã không được thông thoáng thì chắc chắn sẽ có nhiều những sự khó khăn. Lâu rồi. Rất nhanh chóng thì tiếng gọi của trọng tài Đình Thạch cũng đã vang lên. Đã có những sự nhắc nhở của trọng tài Đình Thạch dành cho Văn Tuấn. Họ vẫn đang mong muốn có những sự kỳ tích được diễn ra, nhưng đó là một sự hiếm hoi và khó khăn. Phản công dành cho Lộc Thịnh FC. Bứt phá quá sâu. Một trận đấu mà thực sự thủ thành của Lộc Thịnh đã chơi rất lăn xả và sự quyết tâm rất cao này đang giúp cho FC Lộc Thịnh đang đứng vững ở những thời gian của đấu thứ hai. Sẽ có một quả đá góc dành cho Minh Tiến FC, không vào. Không có bất kỳ một cơ hội nào để dành cho cầu thủ Minh Tiến cả, khi mà họ cũng đã có cơ hội để gõ cụm vào trong. Đã có lỗi thuộc về cầu thủ Minh Tiến FC. Và đây sẽ là cơ hội tiếp theo để dành cho Lộc Thịnh ở những vị trí cố định. Đấy đâu? Và là cơ hội dành cho cầu thủ Lộc Thịnh FC. Rất kinh ngạc. Không thể dứt điểm. Mở cái như đây. Bóng đã không thể đến chân của đồng đội và phản công. Cả bóng tốt, cười dành cho Lộc Thịnh FC, còn hai vào rồi.
Tỷ số đã được khuất bên lái đều dành cho cao thủ Long Thành FC. Một cơ hội diễn ra rất nhanh chóng và chỉ trong tích tắc mà thôi. Một cơ hội nhà bóng đặt lòng tuyệt vời. Trước đó thì cũng dành một sự khen ngợi và những sự cắt bóng qua cảm. Chiến nhanh cũng là một ngồi đổ để giúp cho cao thủ Lộc Thịnh có một bàn thắng được của mình tỷ số 2 đều. Không được. Và bóng rất lăn xả. Quá khó. Sự hấp dẫn đang được diễn ra và chắc chắn đó là những sự bùng nổ nhất của những khoảng thời gian vừa qua mà họ được diễn ra ở trận đấu này. Đá khóc dành cho Bình Tín FC. Phản công dành cho Long Thành FC. Không được. Một trận đấu đã diễn ra thực sự là cân sức cân tài, khi mà cao thủ Lộc Thịnh đã làm rất tròn nhiệm vụ của mình ở mọi chiến tuyến. Điều đáng khen ngợi ở trận đấu ngày hôm nay khi mà những gáo nước lạnh cũng đã được dội lên, và những cái đầu với sức nóng ở những thời gian vừa qua đối với cao thủ Lộc Thịnh, nhưng họ đã vượt qua những sự rào cản để có thể là chính bản thân mình cho đến thời điểm hiện tại. Giờ đây, cơ đây đã không thể có một đường truyền tốt, cắt bóng tốt, bóng vẫn còn, hơi chậm ở pha xử lý vừa rồi. Dù kết quả của trận đấu ngày hôm nay như thế nào thì hai đội cũng đã chơi đầy quyết tâm. Một sự quyết tâm để cống hiến cho tất cả các cổ động viên của mình. Rất nhịp nhàng. Dứt điểm. Không vào. Nếu như đó là một đường chuyền thì chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội hơn. Những sự cố gắng đó đang giúp cho cao thủ Lộc Thịnh đang có một cơ hội ở một vị trí cố định sẽ là một quả đá góc. Quá đơn giản để bắt bóng chính. Sẽ có một quả phát bóng lên dành cho Lộc Thịnh FC. Một sức ép khá lớn. Và bây giờ sẽ là những thời gian bùng nổ của cao thủ Lộc Thịnh khi họ đã có bàn thắng để quyết định tỷ số 2 đều. Khá xuất sắc. Và sự xuất sắc này đang giúp cho tinh thần của Lộc Thịnh đang được vững. Bóng vẫn còn. Mặt bóng khá nguy hiểm. Sẽ có một quả đá góc dành cho Minh Tiến FC. Một pha bóng thực sự là không được chính xác của thủ thành bên phía Lộc Thịnh. Nếu như đó là một cơ hội có thể giữ được nhịp và giữ được xe bóng. Nếu như những thời khắc quan trọng như này, nếu như đội bóng nào có bàn thắng thì đó sẽ là sự đình đoạt. Thời gian chính thức của trận đấu còn khoảng tầm 2 phút nữa mà thôi. Chúng ta đang chờ đợi một sự mong manh rất nguy hiểm. Một pha phản xạ rất tuyệt vời. Dù đã có một tinh thần được diễn ra khá tốt ở những thời gian vừa qua, không được. Một lối chơi rất tỉnh táo.
không được, phản công dành cho Minh Tiến FC. Quá khó khăn. Bàn đầu hai. Cột hai kia. Không được. Pha xử lý hơi rườm rà. Không vào. Sự ăn miếng trả miếng ngay. Áp sát nhanh. Bóng bật goal. Tỷ số là 3 dành cho cao thủ Lộc Thành FC. Chướng ngại vật của họ đã liên tục được vượt qua. Và bây giờ thì họ là người đã giữ được nhịp độ trận đấu. Pha xử lý khá hay. 3-2 rồi. Thực sự là quá gay cấn. Phải chăng đây là một cú lôi ngược dòng thành công chăng? Rất tốt. Pha ghi bàn của Vân Vương. Phản công dành cho Lộc Thành FC. Đó là cú chiến đêm ngay. Sự nóng lòng này đang giúp cho cao thủ Minh Tiến đang có nhiều những sự cố gắng hơn. Và đúng lúc này, tiếng còi của trọng tài vang lên để dành cho sự chú ý của cao thủ Lộc Thành FC. Những khoảng thời gian thực sự là đầy lo lắng đến từ cao thủ Minh Tiến. Họ đang chờ đợi những khoảnh khắc, chờ đợi những giây phút để thăng hoa. Những khoảng thời gian của hội ý cũng đã hết và hai đội sẽ phải tiếp tục trở lại sân để thi đấu. Cao thủ Minh Tiến có thể xé toang hàng phòng ngự và có thêm những bàn thắng nữa hay không? Phản công dành cho Minh Tiến FC. Trận đấu thực sự là vất vả. Đá biên dành cho Minh Tiến FC. Đó sẽ là một quả đá biên. Không có gì khó khăn. Bóng vào con. Không được. Đó là cú tận dụng những cơ hội quý báu như này. Không có gì khó khăn. Và đúng lúc này thì tiếng còi của trọng tài cũng đã vang lên. Một cuộc lời ngược dòng rất thành công của Lộc Thành FC. Họ đã rất thành công để đánh bại đội bóng Minh Tiến với kết quả là 3-2. Và đến đây thì chúng ta cùng phải nói lời chia tay với tất cả các bạn ở đây. Và chúng ta đến với trận đấu tiếp theo của giải bóng đá Mini Cup Hội đồng Hương Ngọc Lặc năm 2022.